Radio Free Asia. Vetika nea sdap vichu Azi Serai. Mean tìm mối cứ sao và đá trầm miên chè là ai bờ sân chè bu ôp sam và tia chè bị khâu phê vẽ tới rất là tăng tiền xong bây tại cả bọt đay cả bọt trường cả bọt lực cả chè rồi cả sren cả com cả làm món nó chả bắp mình ăn ở nhà lại bu phong chả bắp phong thì nít cứ sắm lại từ lớp đại này mình ăn ở nhà lại bu tê thì pê tiết môn được bu nó tới sắc xà tới sắc xà ở yul tha ta bờ sân là khuôn bu chè sam mà này nó từ chè khla sẽ khả bọt đắp toàn là cảm đáp nên rằng kẹt đáp thì vô thà sẽ khạc bót cứ chịu bót muối đây nẹt đây đừng buôn nó quạt bê sặc sà hay toàn là cam nó ban đầu chỉ cầm ho khó có đây nẹt buôn nó ban đầu cầm lon lon phật tới hai nữa tới bảy ôp chia được cứu thật đặt toàn là cam tôi tầm toàn là cam tới hai ở sầm đài tôi tới nửa rồi luôn đó nên rằng kẹt nó cứ ban đầu thà chỉ tôi muối dừng ai này dây thà việc chỉ bót ôp cật muối tới sặc ở lia chạy sặc khạc bót cứ bảy ôp chia nó mình miền nẹt na cai tới em pi bảy ôp chia rồi có lục kêu để chia bớt song nương từ ở nhà xa mà này ăn nương lìa chạy sạch hạ bọt sần anh nương cứ miên bằng hai hay lấy bị khâu của miên chẳng đây lấy bị khâu sáng miên sạch hạ bọt pi rồi mà phải bẩm bớt hay dương hai thằng miên sờ bùn nương anh chẳng cứ có miên miết đi ca miên miết tra dương ở bằng hai tha ta bị khâu pi viện nương rương na khá đại cua thứ rương na khá đại mình cua thứ hay cầm rạch này tô nương bớt sân ba bớt rạch còn lo thế ta tô cầm rạch na để đặt toàn là cam cầm rạch na cứ miên chay cho bà chẳng tìm đâu hay riêng sao và đa đôi ở vậy đại lục mẹ ta bàn lực lá nó cứ ban phiền đất bắt đầu bị chia nó trực phiền đất nó bị sao máy bẻ hay bẻ con ở nhà thôi cô lấy nó dương đào pi tuần tầm kia hàng sóc cái trường miền ăn đủ cuốn để mưa ca khô thời hàng và sóng tốt hay dương miền sơn la thì ca mưa om cho mùi nước ăn đủ cuốn nó cứ cay lại thôi mà ca sóc cái thứ ca ruộng này giá cả này phần phần nứt phần vắt rụp bọc cua mà nè thành nó mau bị na tay tay ca giang mà chỉ muốn ăn ở nhà được bù chấm ăn bò xôm xôm bát thèm thì về khá là ở ban bị nứt đại đến anh ấy dừng đi phải tạm chụp bắp nè đôi chờ cả nó vắt xe bờ này cả nó vắt ai chơi xe một tí đôi chờ bù phần bờ thằng ấy hết miền chợ bắp này ai phần bờ thằng ấy chúng ta về khá ai để lại tiền bên đây thà chọn bù lên bờ hồ tầm bóng tạo tất ban xôm chụp bắp khôi hai bàn tay bù hai hai đầu bên trong bộ vật từ rụp nó cứ ở bàn thùn pin nát thế anh ấy chỉ chụp lại mũi đè chọn là về tại dân thời kịch bị cha nào từng ở để ai từ không pin là mũi chọn cùng lồng cùng mà khiết chết làm tí pí đôi chỉ bù dạ cả clay ở rum say thôi ở bên chỗ bà về là ở bên chỗ bà thì bàn tay về khác là ai đây ai bù rồi hồ đây và tớ tôi luôn chỗ bà khỏi đầu bên trong dân ở bàn pin nát ở bàn đặt đó mình cài dùl em chẳng tiếc dương mơ nơi sọc tế bỏ dương nẹ đầy màu bú nâng cứ phía chân cứ cô nẹ cỏ cái này phía chân cô nẹ cỏ đọc phía chân cài dùl đấng cứ nâng miên cùng rắc xoay mẹn tên tại sọc thơm ấy chúng ta là dụ bây bốn thân em đọc chân em ấy đổi thơm ấy cả nơi không biết bi đần đọc chân em ở trẻ xo phóng năng chẳng trong chúng ta chẳng cứ cài dùl đấng cứ tích mẹn tên chỉ hai mũi đầy thưa ơi mà nu thông tị chuyện đọc cho năm chúng ta chuyện đọc cho năm hiện bản trong nát tị bảy tị bốn tị pram ai sập ngày nay cường sự vong bùng bùng khục cả lại anh phong tập tới mai ơi gì bạn ai mới tới khăn mai ơi biết tới bu bu tới à cá vô đang mà bu lột nó toàn ban thiên số đây phong cha bà đam và cả chỉ riêng ra ai xin xin tới vấn đề vô tam phật đi ca mới gửi lại phật bảo đánh về luôn nếu ai nào mới đại biết biên sát nâng sầm làm sát nẹn nô mình mến chia xa mà nạ lời chẳng trong đức bảo ông sầm đây chẳng chấp bằng chẳng nẹn nào sầm lạp nia biết biên nia cung một khiết nia cứ bảo ông sầm đây ta mình mến chia xa mà nạ lời chẳng trong chấm đoạn nhất đợt mai lực lang thang đôi chia đợt tịch mà nẹn để nơi vật sầm kỳ điển xây đường thử cốt rẻ cru sột về những bờ mơ ở dụ bao lố cứ khmê nhé tạm thời đằng mắc cứ lục nền để là cứ lục nền chẳng ở bàn tay của bạn tiếp dọc máy đang ăn khá là dụ chớn mình phóng bù bị khâu của bạn hai
ច្រឡំទៀតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងពុទ្ធសាសនាជាចាប់ពី20ទៅដល់ពេលឥឡូវអង្គខ្លះ20ឆ្នាំមកលោកអត់បួសផង25ឆ្នាំមកអត់បួសផងពីព្រោះគាត់ថាវិន័យវិខុហ្នឹងវាតឹងដល់ពេលអញ្ចឹងសុខចិត្តនៅធំធំអីណែនអញ្ចឹងគាត់ថាបានប៉ុន្តែទោះបីថាអាយុច្រើនក៏ដោយក៏ដឹងថាខ្លួនឯងចាស់ហើយអញ្ចឹងណាទោះបីតែនៅជាណែនក៏ដោយដឹងថាចាស់ហើយអញ្ចឹងត្រង់ទី1ហ្នឹងគឺចំណុចទី1ហ្នឹងគឺលោកនៅក្មេងអញ្ចឹងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកហ្នឹងគឺតិចហើយតាមដែលដឹងមកទៀតគឺសាមណេរហ្នឹងគឺលោកតែមកនៅថ្មីទៀតតែមកនៅទេអញ្ចឹងគឺអត់ស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់ទេដឹងមកពីណាហើយដល់ពេលចំណុចទី2ចំណុចទី2ហ្នឹងអាចទៅជាគណិតរបស់មួយដែលលោកមិនពេញចិត្តរឿងអីដោយសារជាមើលមួយរយៈកាលហ្នឹងប្រសងនៅវត្តសាមគ្គីរង្សីហ្នឹងលោកចេញសកម្មភាពខ្លាំងអាចទៅជារឿងរ៉ាវឯណានេះមួយដោយការបញ្ជាពីនរណាម្នាក់ក៏យើងមិនអាចដឹងថាបានដែរប៉ុន្តែយើងអាចគិតមើលទៅប៉ុន្តែជួនកាលអាចជាគំនុំរបស់លោកក៏ថាបានដោយការមិនពេញចិត្តពីពួកកាលដែលមកនៅដំបងរៀងរៀងតោះតិចអញ្ចឹងបានពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងនេះជាហេតុនាំឲ្យភិក្ខុសង្ឃសឹកមូលហេតុអីគឺលោកអត់រននឹងការទូលមានចៅអាវាសមិនបានពីមុនឧបជានៅក្នុងព្រះវិន័យបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់អ្នកឯងបួសហើយនៅត្រូវតែនៅបង្រើឧបជា5ឆ្នាំដល់ពេលសប្ដាហ៍នេះមាននៅបង្ហើយណាចេញបាត់បាត់បាត់បាត់បាត់សប្ដាហ៍នេះវាសម្បូរចេះវិញផ្នែកប្រសងដែលបួសហើយនោះគឺសម្បូរមេមន់បរិបដាកូនទាមានថាឧបជាបកការហើយឧបជាអត់មានតាមមើលផងហ្នឹងហើយចង់ទៅរៀនក៏ទៅទៅសឹកក៏សឹកទៅដល់ពេលចង់ឧបជាគ្មានដឹងទេនាមតលោកបុះមែនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងដូចមេមន់បរិបដាកូនទាអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូម៉ៃថាលោកគ្រូម៉ៃទទួលប្រសងប៉ុន្តែទទួលប្រសងហ្នឹងមានដឹងថាឧបជាគេយកមកផ្ញើអត់អត់ដឹងផងដែរអញ្ចឹងគ្រូម៉ៃដូចមេមន់អញ្ចឹងហើយបរិបដាកូនទាបន្ទាប់ទៅមានរឿងរ៉ាវគេបន្ទោសអ្នកណាគេបន្ទោសមកមេមន់ហ្នឹងឯងហេតុអីអត់ចេះមើលកូនចៅប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនជាមេរបស់គេផងដែរមេទីនោះគេនៅស្រុកនៅភូមិគេអ្នកប្រពោះប៉ុន្តែគេអត់ដឹងប៉ុន្តែបន្ទុកមកលើយើងនេះវិញអានេះជាចំណុចមួយទៅគិតទី3អាចមកពីលៀបសការៈលៀបសការៈតាមរយៈការជួលឬក៏តាមរយៈលៀបសការៈដោយលោកមិនបែងចែកក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យតោះតែងនេះអញ្ចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសើនៅក្នុងសាសនានេះដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខហើយកុំទាស់គ្នាពុទ្ធឲ្យយកធម៌6ប៉ុន្តែទាំងកុហកទាំងបព្វជិតអីមើលទៅដូចមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងពុទ្ធដីការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធិលទ្ធសោះនឹងឯងបានមកលើកឡើងថាការចេះដឹងនឹងវាតិចដល់ពេលការចេះដឹងវាតិចហ្នឹងវាទៅជាអាការដែលបដិបត្តិហ្នឹងក៏វាតិចដែរតិចមែនទែនយើងគិតមើលតើ 95% អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណអ្នកដែលមានគុណភាពក្នុងការកាន់ពុទ្ធសាសនា 95% ដែលយើងគិតមើលពុទ្ធព្រះអង្គហាមវាចាឲ្យវាចាចំនួនខុស5ទី1ពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យជួញដូរសត្វទេប៉ុន្តែសប្ដាហ៍យើងមកគិតមើលជ្រូកក្តីដឹកពេញផ្លូវគោក្តីដឹកពេញផ្លូវថ្មសង្វេគនៅពេលដែលគេដឹកជ្រូកលោតពីលើឡានសង្វេគមែនទែនឲ្យធ្លាក់មកលើថ្នល់ងាប់សង្វេគគោនៅពេលដែលគេដឹកតាមផ្លូវបន្តទៅគោវាផ្អើលឡានច្រើនត្រូវក្លាប់ឡានគោត្រូវឡានសង្កត់ងាប់យើងគិតមើលឲ្យដឹកច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវគិតឲ្យរៀនទ្រឹស្ដីពុទ្ធមកថាកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែចំនួនខុសយើងគិតមើលពុទ្ធហានទៀតមិនឲ្យជួញដូរសាច់ពេលសាច់ជួញដូរព្រៀតអីចឹងទៅមិនឲ្យជួញដូរគ្រឿងសង្វឹងផលិតពេញប្រទេសអីចឹងទៅមិនឲ្យជួញដូរគ្រឿងញៀនពេញប្រទេសអីចឹងទៅហើយមិនឲ្យជួញដូរផ្លូវភេទប៉ុន្តែជួញដូរមនុស្សមានសង្ឃរលឆ្នាំអីចឹងទៅអានេះដែលជាបទពិចារណាមួយថាយើងអត់ធ្វើព្រមធ្វើតាមព្រះផងហ្នឹងដល់ពេលចឹងតម្លៃពុទ្ធសាសនាត្រូវចុះតាមរយៈឯណាតាមរយៈបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យសាសនាតថាគតរីចម្រើនក៏ដោយសារបរិស័ទសាសនាតថាគតអន់ថយក៏ដោយសារបរិស័ទឥឡូវហ្នឹងវាទៅថយដោយសារបរិស័ទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតែជាហេតុមួយដែលអាត្មាបន្ថែមតែបន្តិចគុណទូចវាយចង់បន្ថែមបន្តិចទេចង់បន្ថែមបន្តិចដែរថាយើងចូលចិត្តតែធ្វើអីផ្ទុយអំពីព្រះព្រះហាមយើងធ្វើព្រះហាមយើងធ្វើហើយចេះតែមកដល់ពេលព្រះហាមយើងធ្វើវិបាកបានតែកម្មវិបាកផលរបស់កម្មឲ្យផលមកយើងចេះតែរឹតទ្រូងទាំងចុះអញកាន់ពុទ្ធសម្ឲ្យយើងមានធម៌ហង្សាយើងឲ្យយើងអហង្សាឲ្យយើងខណ្ឌទៅយើងបែរទៅជាមានហង្សាផ្ទុយទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានយើងមិនមានសេចក្តីសុខទេបើមិនតែយើងព្យាយាមតែបដិបត្តិផ្ទុយអំពីព្រះយ៉ាងដូចនេះគណៈសូមអរគុណបដិជគុណច្រើនហើយឥឡូវយើងសូមភ្ជាប់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់សិនមុននឹងយើងបន្តកិច្ចពិភាក្សាបន្តទៅមុខទៀតបាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់លោកបញ្ញាមកពីខាងពោធិ៍សាត់អាឡូជំរាបសួរលោកបញ្ញាបាទបាទជំរាបសួរដល់ជួសីសេរីជិតព្រៃអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គ
nhóm cái na sông cái kén sầm nua của ông kêu sầm nua kẻ tôn năng tập song đại lục muôn tò và đời à hằng xa to su mật tị thì mua về để chia bộ rót ấy chẳng đâu đam miên cà vải đom pì tận nạ nhà thâu đâu đam miên tận la cá cắt tục xong tục bọt chi để chỉ đạo nâng ta tam ở cột bệnh nhân nâng sát na cột nâng xong ong chu rùm chẳng ta khóc khóc bị tuần ti xong rồi dạng ná tôm hỏi ong còn pì ong nó chui bỏ trái nó bọn thầy nhóm cái na khuyên ta ca thuê cái ca mà thiết bọc cái sóng cứ cần ốc cứ bọn cứ mình tra nó ở vây để chỉ tô xạ rồi gì cần là hồi hầm xài cái cầu phần tế chỉ là anh ta miền ca tọp tò vây đi tùm lại anh nhà thô hay là hốt đau bộ quân khá mên kìa chỉ cô ta bỏ rốt tới đây chỉ cô ta được quật khóa con được thô khóa ấy chẳng tấu rồi hút đó là miền ca tra bị xa rồi hút ấy chẳng thật ngọt lại cái chó nó nếu chỉ một cô tế là bà thân chị ngâm chứ là phong tu từ mùa lúc ông cái bị bà nhầm vô sản đồ lúc ấy bà thấy xong ở con trăn cái này bà xong nhầm rịp lìa nè bà phải không để con ông nào của bà này cái bất tư rương đài là vầy bật xong rương đài phơ khiết xong nó về miền du mà hơi cái nạ trong trường đấy có trong lực lượng trẻ có thả tơ bật xong để chùa rùm và trình mà tị đòi hằng xá để từ bật cạp đòi hằng xá từ bên nhá ta tơ nơi khăn ông có trong đang thả tơ nơi khăn ông bật bệnh nhát nữa miền ban ham khót mà nói bật xong ấy thôi dừng để tạm dừng mơ bị phục sinh cái nạ phục nóng tá, xâm lúc để cho xu thạp xong ai cho rôn xâm đại mẹ tệ bàn ọ. Châm láo ấy cứ bàn. Tạm trực sự đầy bột sản xuất hơi. Chị bắp, có miễn trời nhỉ? Chị bà rốt miễn sật bởi chân mẹ tệ. Bắn chẳng, chị bắp, nâng sẵn cùng. Bột sản xuất cứ bật xong ai phước bàn tạc cam bàn ta. Phước bàn, mưu lại đấy bàn phát. Nhưng mưu rừng ra nông bột sản xuất. Đại bật xong mình bên chất hướng ấy mùi. Rồi viên bởi chi, ạn đồ nhát ai bộ ni cồn có sang vọt của bà ấy khăn đi. Đại cái chân này bột. Hãy bộ phút bà ông đăng triệp cho bà hơi. Vì khẩu xong từ lại lục đăng triệp cho bà hơi thật. Nè đại có sang vật của bà nâng cứ từ đại dùm khăn cho nên vì bộ phút trong bàn liếp nâng bàn chạy từ kháng nô khắc của mọi mặt kháng nâng bế. Tao tức bà xong từ lại cơ thật bật sân cho bà các vật của bà nâng rương lỡ. Nhưng lúc tàu bà đòi nghiêm sáng ngạt. Vẫn thế, nhưng cực mở đòi bà xong đại lục mà tàu bà nâng vì miễn nghiêm sáng ngạt nâng mình nghiêm sáng ngạt. Mên này thay nhóm nạc gom thù bà ông ấy phương bạc tạc cam hơi. Mên này thay bạc đi xa tạp bà xong mần cú ấy. Phương bàn bàn tay vì miễn lạ khăn. Bàn tay bê khá bà ông chô rùm bê khá chô rùm chô rùm. Bê khá chô rùm đôi bê khá càng tà bòng. Bê khá càng bị cầu xe lư. Bê khá khởi nhóm khá hộ đò chê tiệt. Chẳng trong chúng nói chứ ọt xóm cú tề. Bàn chẳng làm tay khởi nhóm bàn tay không cao để bà xong mình bên chất hướng ấy mũi bà xong tới chỗ rùm nơi không cao bình chênh mà tế đâm bây ai ở nhà thô đừng tiện tân rừng chỉ mùi ở nhà thô nó cứ không cần nạp bên nâng tớ lúc mình cũng bỏ hướng ấy lực làng mà hãy nơi bây là lúc mình lực làng hãy nó không cần nạp bên nâng lúc lại lúc miên ca lớp bì ba nhà hãy lúc bà cô tử cứ kê mau tử tù tử tù nơi ở cùng vó rồi bỏ lúc nó tớ do tớ bị phía xa mình mến mau tớ bật hay bật tọp tớ đành chính vì tôi chỉ việc đom chóm thế ấy à thì khách nhạt bao lục để cho tới nó mình vô hết chập đám vì thế à đang bị riêng khẩu dân trong chúng tôi nhé và xong phương bạc tập cảm bán phần tế mình ai hưu hẹt chẳng dân sắc xa thả ta là lục tớ mình bầm nòng ảnh chẳng trong chúng tôi này dân cực mất thả lại này sọc dường lại mất lại thả nơi bê đá ba tập cảm mà đó cứ ọt su bì bầm nòng thả ba tập cảm đầm bầy ấy trong bàn ấy hãy miền vô ở nhạt để bầm nòng chẳng phớ nó màu ọt đó bị ọt ban xù, đó bị chăng về tới chỉ rương mũi cả thằng tẩm máu bọc kẹp, máu bọc kẹp, đó bị chăng bị chỉ chốn đạn cô đàng mũi cột mà lư máu nó và đạn bị đằng thôi, có thằng lành khai ngọt ấy, thằng bớt sáng ấy lúc thằng lành khai rồi cô đã bị vô tìm phát thở ngọt thật đấy, chớ vừa hao chăng tới, chăng trong chồng nói để vừa em lúc càng được khăng lang, hạ bay đôi chỉ dương cùng pung tại tục tật, đây là cùng pung tại bạ,
nơi bên nông khăn nông cả nãy bên đang tụ bây thời dương phẳng tụ chẳng nào có bị thở bạn đây vừa bài nhà sầm khăn dương các bác ca sầm mồm sầm mồm cái này mối tiếc trong cái này thì má có sầm chồ run tách tha được ở vay đẹp bằng chà sốt chạy lệch lái tha mình rất là ca chơi rúm mà tay con là dương và sáng nó được khoan để tệ thì tôi để tệ thì là ca chơi rúm nó được ăn chơi về khác bậc cana tơ tức là than ca đang mang tên và sáng có bấy đọt clear mà sẵn mau bị chà na sa thay là mình ta bảy nhà bị pru mình ai cho cầm hăng được tu cầm hoa bán này bớt sân chè nhà thôi khăng hay xong bớt xong đọt clear sân hay mau bị chà na ro một chút bài sền thường một chút bài mấy đẹp bây sản là phiệp miên mỹ kia na cai từ bị mỹ kia sản là phiệp thì đẹp bây đa rồi sản là phiệp bán cứ chấp đa bị sản là phiệp tới ngày chẳng bớt sân chè miên bảy nhà đấy chè đọt clear máu kết bị chà na hay ro một chút bài sền ตะตามกาสำรับสำรู้ตะตามกาจูบไปพิษาจุเจคณีนึกอัศรายใจไงแต่เบอร์นกควันปองกันตะบองเอาตะเคยอ่างตะลงไวเฮ้ยยังเนื้อเตยที่ตรายกันเนาะตรายกันเราเปิดเตยกำหังการเมียนกำหังการเมียนทอขันเตยเลยเมียนยังประสงวิเตยจีปราดประสาทได้เป็นหนึ่งกันกบาลมิโครเตยโยยาเป็นหนึ่งเตยอันนี้จีปัญหาได้ยังเคยจะแสดงความสังคมสมจูรุ่มแบบนั้นขณะจังสรุปหม้อคือโดยสาการมันยุลขณีมันยุลขณีใช่ไหมตัวยาโทมันยุลมันยุลประสองประสองเขามันยุลอะไรยาโทบ้างต่อขณีหมดขณะไอ้เตะโต้งในเรื่องนั้นได้ขณะมีมวยสนุกขณะจังให้สนุกนั้นขณะบ้านมวยเปรย์ยมดคางเฟซบุ๊กก็สู้แจกไอ้ขณะจับอารมณ์มาเด็กเป็นคนชาติเชิดเลือกแรงไม่ทันในครองสมัยเปรย์นั่งไปได้ประสองเม็ดปัญหาประสองตัวเปรย์มันไปช่วยดอสไลនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញនៅក្នុងប្រទេសយើងវិញនៅពេលដែលប្រសង់ត្រូវគេធ្វើបាបតែមានស្ថាប័នណាដែលប្រសង់ទៅរោបានក្រៅពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្វះអ្នកសម្របសម្រួលចឹងមកបន្ថែមបន្តិចគណៈអង្គណាចេញទៅធ្វើបាតកម្មគេលើកចោទថាក្រុមអង្គហ្នឹងសិតទៅពួកបកប្រឆាំងក្រុមណាអត់ទៅធ្វើបាតកម្មណាបកប្រជាជនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាគិតចិត្តថាពេលណាទៅទៅខ្មែរយើងឈប់លាបពណ៌គ្នាកាលណាដែលយើងនៅតែលាបពណ៌គ្នាអាប្រើទស្សនៈមួយអក្រក់ស្ដាប់អត់ខុសពីមន់ឲ្យគេលាបខ្ជូងទេនៅពេលណាដែលមន់វាដឹងតែជុលចាញ់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេលាបខ្ជូងគឺវាលែងដឹងអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងវាជ្រះគ្នាទៀតហើយវាជុលគ្នាទៀតហើយមូលហេតុអីត្រូវបានគេលាបឈួងយ៉ាងណាមិញអាភាពលាបឈួងនោះស្មើនឹងពាក្យលាបពណ៌យល់លោកជាមតិកណាកណាស្មើនឹងការលាបពណ៌ដល់ពេលលាបពណ៌នេះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រសងនោះគឺបកើប្រព័ន្ធអីឥឡូវលោកបកើថាប្រសងបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យហើយចាស់អង្គណាអត់ឯករាជ្យអញ្ចឹងគឺក្នុងគណៈពេលហ្នឹងប្រសងក៏ត្រូវដឹងដោយខ្លួនឯងថាតើយើងស្ថិតនៅចន្លោះណាដែលมันឲ្យមានបញ្ហាច្រើនក៏យើងត្រូវគិតអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចដែលលើកឡើងថាសម័យនេះក៏មានធរៈសភាសង្ឃក្នុងការដោះឬដោះស្រាយរឿងរ៉ាវនិងបញ្ហាដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅយើងអត់ស្គាល់ផងហ្នឹងអត់ស្គាល់អង្គណាជាធានធរៈសភាអង្គណាជាអនុប្រធានអង្គណាជាសមាជិកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់បានប្រស្រ័យតេតងនឹងការឲ្យស្គាល់ច្បាស់នឹងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានប្រសងប្រធានធរៈសភាក្នុងការដោះស្រាយគណៈមួយទៀតថ្មសងចូលរួមតិចយើងសល់ប្រហែលជាកន្លះនាទីកន្លះនាទីមធ្យោបាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រសងទី1សូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគឺរុញប្រសងឲ្យទៅជាក្រមមនុស្សឯករាជ្យបានន័យថាឲ្យនៅក្រៅឆាកនយោបាយឲ្យប្រសងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវជាអ្នកផ្ដល់ផ្នែកខាងសិលធម៌សម្រាប់នយោបាយទី2ទៀតសូមឲ្យប្រសងមានបញ្ហាអីគឺមករសងដើម្បីការដោះស្រាយពោះមិនមានអ្វីដែលមិនអាចនិយាយគ្នាកើតទេអញ្ចឹងប្រសងដឹងសុកទុកប្រសងគ្នាឯងថាមានតម្រូវការយ៉ាងម៉េចយើងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នាទៅពីព្រោះនេះជាកង្វល់របស់យើងទាំងអស់គ្នាជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាសង្គមពុទ្ធសាសនាយើងអាចនិយាយបានថាព្រះមួយអង្គសង់តែមួយមិនមែនប៉ុណ្ណាព្រះមួយអង្គសង់តែមួយយើងបួសបួសតាមព្រះហើយប្រសងតែមួយសង់ណាក៏ជាសង់ពុទ្ធសាសនិកដែរបើប្រសងអង្គណាមួយមានបញ្ហាគឺទាំងល្អទាំងអាក្រក់គឺ effect ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយឥឡូវយើងថាប្រសងធ្វើគួតគ្នាថាប្រសងសម័យឥឡូវអញ្ចឹងប្រសងតែមួយអង្គទេប៉ុន្តែ 50,000 អង្គជាងទទួលរងឥទ្ធិពលថាប្រសងសម័យឥឡូវគឺសាហាវអញ្ចឹង
chẳng đưa thma đôi đi quân mà cha cha được chết mà đại ban từ thưa chẳng phong là ta phải sang là đại dương không là đại nị hay là ta bảy mươi ông sang từ mùi cho mình phong cái này chẳng dương phải chọc trâm bảy mươi ông sang từ mùi thằng chớ nên ti về tất cả là sắp một chùa gì rồi đó bao nhiêu đó về về lia hay hay cái này xôm ông quân ra chỉ quân từ bảy mươi ông đại ban cho này về về lia chùa rồi nên không về tất cả dương hay xôm sao ông quân bảy mươi mình sắp hay xôm tô phong đấy bảy mươi mình đấy khi mình ban chơi chơi lấy khi mình ban được từ sắp hay sắm đắp រដ្ឋត្រីនេះខ្ញុំបាទយេស៊ូជីមេតានិងក្រុមអ្នកសំណងសម្រួលទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា